Chào các bạn. Hôm nay sáng Chủ nhật ngày 3 tây tháng 2 tháng 1 năm 2021. Tôi hái cái bốn trái này cân nặng các bạn. Bốn trái nha. Khẩu hoa trắng, hoa trắng nè các bạn. Cơm nó dày không? Cơm dày không? Còn cái khổ hoa xanh nè các bạn. Cơm nó mỏng hơn thấy không? Các bạn thấy không? Nè, khẩu hoa trắng nè. Khẩu hoa trắng nè. Đó, thấy không? Nó trắng là không, nó sớ trắng nè. Bốn trái này, bốn trái cân nặng nè, một ký nha các bạn, một ký cân nặng một ký nè. Mình chia sẻ cùng các bạn nha, thấy không? Đây khổ qua xanh nè, mỏng hơn nè, không cơm hơn nè. Khổ qua trắng nè, thấy không? Thấy không nên nè. Coi cân trái này bao nhiêu, một trái này nè, trái hoa xanh nè. Trái này 320 gram. 320 gram. Bốn trái cân nặng 1 ký. Chào các bạn nha, chúc các bạn ngày mới dồi dào sức khỏe nha. Ngày 3 tây tháng 1 năm 2021. Chào.